khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 7: Người chân thật niệm Phật. Một câu Phật hiệu ngay trong 2 đến 6 thời không gián đoạn, đó chính là chân thật, tinh tấn niệm Phật. Nói 2 đến 6 thời không gián đoạn, chúng ta nghe qua câu nói này rồi thì không nên khô cứng trong câu nói này. Khô cứng ở trong câu nói này vậy thì sai rồi. Hiện tại bạn ngày ngày phải làm việc, ngày ngày phải vì cuộc sống mà bôn ba. Tốt rồi, bạn cũng đang bán mạng mà niệm Phật. Một ngày từ sáng đến tối đều đang niệm Phật, lại nghĩ đến còn phải làm việc, kết quả là niệm Phật không tốt, làm việc cũng không làm được tốt. Pháp thế gian và xuất thế gian, mọi thứ đều không làm tốt, vậy thì sai rồi. Nhất tâm bất loạn không thể hiểu sai được. Nhất tâm bất loạn chính là đối nhân xử thế tiếp vật. Cho dù bạn làm bất cứ việc gì đều là nhất tâm, chính là chuyên tâm. Ta niệm Phật được nhất tâm bất loạn, phải đem nó vận dụng vào trong xã hội, vận dụng ngay trong đời sống thường ngày, vậy mới hữu dụng. Bạn một mặt lái xe, một mặt nhất tâm bất loạn niệm Phật, được rồi, xảy ra tai nạn giao thông. Nếu niệm Phật như vậy mà nói, thì pháp môn niệm Phật này sẽ bị xã hội phê bình, sẽ bị cả xã hội đào thải. Tại sao vậy? Vì không hợp với tình người. Mọi người đã học Phật rồi, để cả xã hội than oán, vậy có đúng không? Bạn học Phật rồi, người trong nhà của bạn cũng cần phải ăn cơm, vợ của bạn, con cái của bạn ngày ngày phải đói khát, họ nhất định ra ngoài truyền rau. Ngàn lần không nên học Phật, học Phật là không tốt, đều biến thành bệnh thần kinh hết. Cho nên nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Làm bất cứ việc gì phải chuyên tâm mà làm, đó gọi là nhất tâm bất loạn. Ăn cơm thì phải chuyên tâm ăn cơm, mặc áo chuyên tâm mà mặc áo, khi tiếp khách thì chuyên tâm tiếp khách. Thế xuất thế gian pháp, mọi thứ đều tròn đầy. Niệm Phật như vậy mới có sự cống hiến cho xã hội này, mọi người mới cảm thấy pháp này chân thật là cần thiết, không thể làm sai. Nghe hiểu sai việc này thì thật là không tốt. Lại nói với các vị, niệm Phật mỗi niệm nói nhau không có gián đoạn. Niệm niệm là niệm gì vậy? Là niệm giác, niệm chánh, niệm thanh tịnh. A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.